chào mừng quý vị đang đến với chương trình Sàn Chiến Giọng Hát mùa thứ 6. Hãy cùng gặp gỡ các nhà đấu giá trong đêm đấu giá hôm nay. Nhà đấu giá số 1, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Nhà đấu giá số 2, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Nhà đấu giá số 3, nghệ sĩ Đại Nghĩa. Nhà đấu giá số 4, ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh. Nhà đấu giá số 5, ca sĩ Quang Hà. Và cùng chào đón người điều khiển cuộc đấu giá hôm nay, ca sĩ, diễn viên Bạch Công Khanh. Và Công Khanh thân ái mến chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Sàn Chiến Giọng Hát mùa thứ 6. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Sàn Chiến Giọng Hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng với công ty Mega GS thực hiện, phát sóng hàng tuần thứ năm lúc 20:30 trên kênh VTV3. Và ngày hôm nay hãy cùng Khanh như thường lệ gặp gỡ và giao lưu với ban đấu giá trước quý vị nhé. Xin chào năm anh chị ạ. Ngày hôm nay ban đấu giá của chúng ta toàn là những gương mặt thân quen thôi, nhưng mà tự nhiên trong đầu em có một cái linh cảm ngày hôm nay chị Nhật Kim Anh sẽ giành chiến thắng. Ồ, tại vì chị vàng tươi đúng không? Tại vì chị cùng màu áo với em. Cùng màu áo với Bạch Công Khanh. Chị Nhật Kim Anh cảm thấy như thế nào khi mà quay trở lại mùa thứ 6 của Sàn Chiến Giọng Hát ạ? Bây giờ thì Kim Anh lại quay trở lại và thật sự là cái thời gian trôi quá nhanh để mà khi mà mình quay trở lại đã là mùa thứ 6 rồi. Cái tinh thần và cái cảm xúc của Kim Anh vẫn vẹn nguyên. Và ngày hôm nay thì không biết là ban đấu giá nào sẽ đạt chiến thắng, nhưng mà hồi nãy anh Nghĩa nói là anh Nghĩa dọn mỏ để chuẩn bị để chuẩn bị gây với em hay gây với mọi người đây nè. Thực ra trong cái ban đấu giá ngày hôm nay nè, ngồi đây cái người mà non nớt nhất chính là anh. Ủa thiệt, bởi vì anh là người non nớt là em đó. Em thì thôi, bây giờ lắm như lâu lâu em mới ghé một lần, anh lại ghé nhiều hơn em chút đó, nhưng mà vẫn không thể nào bằng ba cái con ngừ còn lại. Wow đó. Anh chay làm cái gì cho anh mất thời anh gian? Anh chay làm gì? Em ơi, nhờ anh ăn chay anh mới hiền cỡ đó đó em. Thử không coi có coi nào nữa phải không anh Long? Không nha, ngày hôm nay khi mà Kim Anh trở lại, Kim Anh không nghĩ là anh Hà lại là ở bên ngoài là một con nai ngơ ngác, nhưng mà thật sự là dẫm nát khu rừng già như vậy đó. Nhưng mà nói thiệt nha, anh Hà hay anh Nghĩa gì Kim Anh cũng không có ngán đâu, nhưng mà ngán hai cây cội bồ đề bên kia. Hai cội bồ đề bên kia kìa. Trời em ơi, đương nhiên phải ngán rồi, phải mình em ngán đâu, cả cái showbiz đều ngán. Ủa, mình đâu có làm gì đâu. Từ nãy mình chưa nói một tiếng nào trên trời. Nãy giờ hai đứa ngồi im lặng vậy đó. Nhưng mà anh nghĩ rằng nếu như ai có được những cái giọng hát hay thì những người đó là những người xứng đáng được gọi là trùm của Sàn Chiến Giọng Hát. Quá trời. Dạ, như vậy thì bây giờ chúng ta đã sẵn sàng tinh thần để bắt đầu Sàn Chiến Giọng Hát đêm nay bằng một ca khúc đầu tiên sẽ do bốn giọng hát của bốn người chơi cùng hòa giọng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Để xem diện mạo của bốn người chơi ngày hôm nay là ai. Xin mời chiếc micro số 1. Chiếc micro số 2. Micro số 3. Chiếc micro số 4.
Thưa quý vị, trước mặt chúng ta là bốn người chơi sẽ tranh tài trong đêm nay. Chị Nhật Kim Anh sẽ được ưu ái là người được chọn đầu tiên một trong bốn vị trí này. Ồ, chị thích hả? Vị trí nào? Wow, nếu như mà Kim Anh được ưu ái, em xin phép mấy anh chị. Dạ, em xin được chọn số 1. Chúng ta cùng theo dõi và tìm hiểu về cô gái ở vị trí số 1. Thưa quý vị, cô gái này sẽ có hai dữ kiện và tiết lộ với chúng ta ngay bây giờ. Xin mời bạn, dữ kiện thứ nhất là Thuốc. Và dữ kiện thứ hai? 5 năm. 5 năm. Khanh mời ban đấu giá chúng ta sẽ bắt đầu phân tích dựa trên hai dữ kiện này. Có thể là trước đây bạn này há không hay hả, cái sau đó bạn uống cái thuốc gì đó vô uống 5 năm trời. Uống 5 năm trời, tự nhiên cái một ngày đẹp trời mở mắt ra hát véo von, hát như chim. Bạn đam mê cái nghề ca sĩ, ca hát. Nhưng mà bạn lại có một cái nghề khác, đó là cái nghề dược sĩ chẳng hạn. Nhưng mà cái niềm đam mê của bạn vẫn cháy bỏng trong vòng 5 năm. Hoặc là có thể là sau cái thời điểm mà bạn đã hoàn tất cái công việc y sĩ của mình thì bạn mới bắt đầu trỗi dậy cái lòng đam mê lại, ví dụ vậy. Thì Kim Anh nghĩ rằng là cái dữ liệu cũng rất là hay. Thuốc là bạn này cứ mỗi lần mà đăng ký tham gia chương trình sàn chiến giọng hát lại bị bệnh. Lại bị bệnh và 5 năm trời, nghĩa là với một cái chứng bệnh gì đó không biết nha. Nhưng mà bây giờ chấm dứt, bạn không còn bệnh nữa. Có vẻ cũng rất là đầy đủ. Và có vẻ như bạn ấy cũng đồng ý với kịch bản này. Bây giờ chúng ta đã bắt đầu đấu giá được chưa ạ? Đủ đi. Vì đấu giá thứ nhất bắt đầu. Và ở phiên đấu giá thứ nhất thì chúng ta sẽ có 90 giây. Số tiền khởi điểm là 500.000 đồng. Mỗi một lần tăng chúng ta cũng chỉ được tăng thêm 500.000 đồng mà thôi. Phiên đấu giá thứ nhất bắt đầu. 500. Anh Quang Hà 500. Kéo. Anh Đại Nghĩa 1 triệu. Rưỡi. Kéo rồi. 2 triệu. 2 triệu rưỡi. 3 triệu. Anh Quang Hà 3 triệu. 3 triệu rưỡi. 4 triệu. Anh Quang Hà 4 triệu. 4 triệu rưỡi. 3 triệu. Chị Hồng Vân 5 triệu. 5 triệu rưỡi. Anh Nghĩa 5 triệu rưỡi. 10 triệu. Đó, thấy chưa? Em mới vừa warning luôn. 5 triệu rưỡi sao? 6 triệu. Anh Long 6 triệu rồi. 6 triệu. 6 triệu rưỡi. Anh Nghĩa 6 rưỡi hợp lệ nè. 7 triệu. 7 triệu rưỡi. Anh Nghĩa 7 rưỡi. 8. Anh Long 8 triệu. 8 triệu rưỡi. Anh Nghĩa 8 triệu. 9 triệu rưỡi. 10. Anh Long 10 triệu. 10 triệu rưỡi. Anh Nghĩa 10 triệu 500. 11. Chị Hồng Vân 11. Anh Nghĩa 12 rưỡi. Cái 13. 13 rưỡi. 13 rưỡi. 14. 14 rưỡi. 15. Chị thấy anh của chị chưa? 16 rưỡi. 17. 17 rưỡi. Tiếp tục đi ạ. 18 rưỡi. 19. 19 rưỡi. 19 rưỡi rồi. 20. 20 rưỡi. 20 rưỡi. Anh Long 21. 21 rưỡi. 22. 22 rưỡi. 23. 23 rưỡi. 24. 24 rưỡi. 25. 25 rưỡi. 27. 25 26. 25 rưỡi. Anh Quang Hà 26 hợp lệ. Anh Hà 26 hợp lệ. 26 rưỡi. Chị Hồng Vân 26 rưỡi. 27 là anh Nghĩa rồi. 27 rưỡi mới được. 27 rưỡi. 28. 28 rưỡi. 28 rưỡi anh Long. 2 chị. 29 rồi. 29 rồi. 30. Em bị anh Nghĩa dụ rồi. Chị phải nói là bây giờ tôi mới biết đâu là bạn, đâu là thù. Trời ơi. Chúc mừng anh Đại Nghĩa, 30 triệu đồng. Nhà đấu giá đầu tiên đã sở hữu được giọng hát trong đêm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thưởng thức giọng hát của cô gái này để xem sự phán đoán của anh Nghĩa cũng như là tất cả các nhà đấu giá còn lại có chính xác hay không. Đình trời.
hỏi những đêm thâu đèn vàng héo hắt, ái ân bây giờ là nước mắt, cuối hồn một thoáng nhớ mong manh. Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn, xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mơ sao trời đừng bão tố để yêu thương càng nhiều gắn bó, tháng ngày làm men say nguồn thơ. Tình yêu đã vô cánh rồi, là hoa rót mật cho đời chát chiều kỷ niệm dĩ vãng. Em nhớ gì không em ơi, màu áo thiên thanh ở ngày ngày nào, chim khuất trong mưa, mưa bay dạt dào, đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, suối hẹn hò trắng thành đầu nối. Vàng héo hắt, ái ân bây giờ là nước mắt, cuối hồn một thoáng nhớ mong manh. Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn, xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mơ sao trời đừng bão tố để yêu thương càng nhiều gắn bó, tháng ngày làm em say nguồn thơ. Tình yêu đã vô cánh rồi, là hoa rót mật cho đời chát chiều kỷ niệm dĩ vãng. Em nhớ gì không em ơi, màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào, chim khuất trong mưa, mưa bay dạt dào, lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, suối hẹn hò trang thành đầu non. Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, suối hẹn hò trang thành đâu nó.
Xin giới thiệu tiếng hát Ngọc Phương Hoa. Bây giờ xin mời Ngọc Phương Hoa, chúng ta sẽ nói về dữ kiện đầu tiên nhé. Thuốc. Là đầu tiên, em xin được gửi lời chào đến 5 anh chị trong ban đấu giá. Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem đài và quý vị khán giả đang ở sân khấu. Và xin được chào MC Bạch Công Khanh, yeah. Rất là duyên dáng, dễ thương. Em tên là Ngọc Phương Hoa và em đến từ Bình Phước ạ. Xin chào Ngọc Phương Hoa. Và cái dữ kiện đầu tiên đó là thuốc. Thì em xin được chia sẻ là truyền thống gia đình em là làm về thuốc. Bản thân em cũng là một dược sĩ ạ. Thấy chưa? Cái câu chuyện người ta đoán như vậy chứ ai mà thì đó. Gì mà uống thuốc mỗi không. Năm, mỗi lần, mỗi uống thuốc rồi. Đoán được hay không nó không quan trọng. Năm đoán được hay không nó không quan trọng. Quan trọng là ai giật được thí sinh của mình thôi. Đó, thấy chưa? Đó, cho vừa. Em. Không phải, em là tại vì em nhẹ dạ cả tin thôi. 5 năm là gì ạ? Khi mà hết cấp 3, em thi vào trường nhạc. Và sau đó khi mà tốt nghiệp trường nhạc xong, theo mong muốn của gia đình, em lại học dược. Dạ. Và sau khi học dược thì em về quê em công tác được vài năm. Nhưng mà em cảm thấy trong quá trình mà em công tác ở dưới quê thì em cảm thấy rằng là trong tâm hồn của mình nó cứ thiếu một cái gì đó. Nó cứ day dứt, nó không yên á. Xong rồi em đã thuyết phục gia đình rất là lâu cho em được trở lại thành phố để em tiếp tục trên con đường ca hát của mình. Và em có đặt ra 5 năm thử thách bản thân, coi mình có cố gắng được như lòng mình mong muốn hay không. Dạ, đó là dữ kiện 5 năm ạ. Vậy thì bây giờ đã là năm thứ mấy rồi? Dạ, đây là năm đầu tiên ạ. Em mới trở lại thành phố. Mà em không biết sao là mà chị nhà Kim Anh mà chị như là hai chị em như là quen biết nhau từ hồi nào á. Chị biết câu chuyện của em luôn. Nãy em cũng bị nhột trong lòng chứ bộ. Nói trời ơi, sao biết hay vậy? Y xì luôn, không khác miếng nào luôn nha. Em đặt ra thử thách 5 năm. Và chị Nhật Kim Anh mém xíu nữa là sở hữu được giọng hát của bạn. Dạ, dạ. Chỉ bị anh Nghĩa hớt tay trên thôi. Em, tại vì Kim Anh bị nhẹ dạ cả tin thôi. Khi mà nghe bạn hát thì Hà thấy ở trong đó cái sự hân hoan, cái sự vui vẻ của một cái người đang được thể hiện cái giọng hát của mình với tất cả mọi người. Bài hát này ngay tựa đề nó là Lệ Đá. Thì bạn phải hát thế nào để cho người nghe được, người ta cuốn hút và thấy được cái gì nó được cái man mát buồn trong cái bài hát đó. Cảm ơn Quang Hà. Khanh nghĩ là mình nên nuôi dưỡng cái cảm xúc đó đều hơn và giữ được hết cả bài, đúng không? Nói gì nữa, chúc mừng anh Nghĩa, anh đang sở hữu không hát. Em ơi, cái mặt em chúc mừng mà nó không có hân hoan. Không có hân hoan được, giống như bé nó nãy nó hát nữa luôn á. Ủa, đời phải có ganh ghét chứ. Trời ơi. Hiểu không? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của Ngọc Phương Hoa. Thời gian dành cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu. Tàn chiến giọng hát và trên tay của Khanh đã có kết quả bình chọn dành cho tiếng hát của Ngọc Phương Hoa. Và bây giờ Khanh sẽ mở phong bì để xem quý vị khán giả tại trường quay đã dành cho cô gái này bao nhiêu điểm. Và đây chỉ là phiên đấu giá thứ nhất, không làm mất thêm thời gian của quý vị nữa. Wow, 90 điểm. Chúc mừng Ngọc Phương Hoa và Khanh hy vọng rằng con số 90 sẽ đủ sức nặng giữ bạn đến vòng cuối cùng của chương trình đêm nay. Còn bây giờ hãy cùng Khanh đến với phiên đấu giá thứ hai. Và bây giờ chúng ta trước khi bắt đầu phiên đấu giá thứ hai thì Khanh mời anh Đại Nghĩa, anh sẽ có một cái ưu ái được lựa chọn một trong ba vị trí còn lại. Thôi sao kỳ vậy? Gì vậy chị? Đã chiếm hữu được số 1 rồi bây giờ còn được ưu ái. Nói chung là người thắng có quyền nè. Bây giờ anh Nghĩa anh. Dạ, đáng lý là mình sẽ cho anh Nghĩa chọn. Nhưng mà với cái thái độ ngạo nghễ như thế, chúng tôi quyết định lựa chọn chị Hồng Vân. Ủa, đúng rồi. Trời dạ. Ơi, phụ nữ đúng là rồi. Phải dùng lên. Cái bạn số 3 đó, tôi nhớ là tôi quen, tôi thấy bạn này ở đâu rồi. Chị sợ anh Long anh giành rồi. Cho nên chị Vân sẽ chọn số mấy ạ? Số 3. Chúng ta cùng tìm hiểu về vị trí số 2. Thấy chưa? Anh thấy chưa? Trời ơi, cứ vậy hoài à. Em tôi đề nghị nha, ban tổ chức coi lại Bạch Công Khanh đi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về hai dữ kiện của chàng trai này nha. Xin mời bạn tiết lộ về dữ kiện thứ nhất.
Lời cô. Lời cô. Giữ kỳ thứ hai ạ. Dám ông nói lời thầy lắm á. Nam Khánh. Nam Khánh. Nam Khánh ca sĩ. Thầy dạy là Nam Khánh. Ủa sao kỳ vậy ta? Khánh mời bạn là... phân tích. Học là học anh học Nam Khánh. Nam Khánh thầy mà nghe lời cô sợ. Cô là không cô tôi là vợ của Nam Khánh. Vợ của Nam Khánh. Hay quá. Thì nó ủa sao học thầy Nam Khánh mà nghe lời vợ thầy Nam Khánh. Bởi vì sao Nam Khánh sợ vợ vậy thôi. Ôi vậy à. Thật ra thầy Nam Khánh á là muốn cho các bạn này tham gia chương trình đâu. Bây giờ nó học chưa tới nơi tới chốn bé ơi. Đó, ráng học thêm 10 năm nữa đi rồi cho thầy cho đi thi. Đó, nhưng mà cô là vợ của Nam Khánh nói không, em đi thi đi, cô ủng hộ. Giờ giữa thầy với cô, em chọn ai? Đương nhiên phải chọn cô. Phải là nãy giờ mình đang giỡn hay mình nói thiệt đó ạ? Thì đó anh phân tích câu chuyện quanh đó. Nó đang phân tích dữ liệu câu chuyện thiệt luôn mà có thể cắt ra để gửi riêng cho Nam Khánh được. Nhưng mà nghe rất là hài hước, cứ tưởng là quý vị đang giỡn. Thật mà. Đó là cái câu chuyện mà tôi đang nghĩ ra dựa trên những dữ kiện của bạn này. Dạ, thế thì anh Long anh nghĩ sao về lời cô? Bạn này á, từ xưa tới bây giờ là không muốn đi hát, không muốn trở thành ca sĩ đâu. Nhưng mà cô á, là có một cái bà cô nào trong gia đình. Bà cô tổ suối. Suối là con phải làm ca sĩ, gia đình mà nó làm ca sĩ hết trơn mà. Cô rất là thích ca sĩ. Dạ. Bạn này có chất giọng cao nè, trầm nè, rộng nè. Và kỹ thuật như là Nam Khánh. Vì vậy cho nên là rất là thần tượng Nam Khánh. Cho nên là hôm nay đến với sàn chiến giọng hát này là nghe theo lời cô. Dạ, chúng ta còn phân tích gì khác nữa không ạ? Thôi nôn quá, nôn nghe lời cô. Vậy thì bắt đầu phiên đấu giá thứ hai. Nôn nghe quá. Bây giờ. Bây giờ phiên đấu giá thứ hai chúng tôi có 60 giây. Số tiền khởi điểm là 1 triệu. Mỗi lần tăng chúng ta sẽ được tăng thêm 1 triệu mà thôi. Tất cả sẵn sàng, phiên đấu giá thứ hai. Anh Quang Hạp. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 6. Và đi. Anh Kim Tử Long 6 triệu. 7. 8. 9. 10. 10. 9 triệu. Anh Long 11 triệu. Lên em, lên. Đi. 12. Chị Hồng Vân 12. 3 triệu. 14. Anh, 15 anh Long 14. 16. 17 triệu. 18. 19 triệu. 20. 20. 21. 22. Anh Long 22. 23. 24. Anh Long 24. 25. Chị Hồng Vân 25, anh Quang Hà 26. 27. 28 triệu. 30. Được chưa? Được mà. 28, anh Quang Hà đang 28 hợp lệ. Không ai đưa ra số tiếp theo, Khanh sẽ chốt sau 3 lần đếm. 28 lần 1. 28 lần 2. Lên đi. 28 lần 3 chốt. Trời ơi, em mới chốt. 29 mà không chốt. Trời ơi. Dạ chốt rồi ạ. Nhà đấu giá giành chiến thắng ở phiên đấu giá thứ 2 và sở hữu được tiếng hát của người chơi vị trí số 2. Chúc mừng anh Quang Hà. Bởi vì anh Quang Hà đã đưa ra số tiền hợp lệ sau 3 lần đếm của Khanh ở vị trí 28 triệu. Có nghĩa là đến lần thứ 3 Khanh chốt rồi thì số tiền 29 triệu của anh Kim Tử Long đưa ra là không được tính nữa. Không, tôi rất là công tâm. Tôi không muốn là trong cái sàn chiến này tôi sẽ trở thành là một không, đại ơi. Thánh ăn gian nữa. Có anh ơi, em có cảm giác giống như là anh không có muốn sở hữu bạn này. Đúng hả? Rồi. Muốn chứ. Muốn chứ, nhưng mà mình không ăn gian được em. Quang Hà, anh chúc mừng em đã sở hữu giọng hát ở vị trí số 2. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức giọng hát của chàng trai vị trí số 2 trước. Xin mời. Xăm trầu cao, trâu cài rung gò, trâu thơ liên do. Con trâu ơi, thương giùm cuộc tình khó đáng cần, có đôi bạn làm ăn.
sánh Dương Châu. Cao trổ quài cao mà mẹ cha không ngó xuống à. Gió thổi năm non mà mẹ cha không tươi mát trong lòng. Hai bông trời mưa ngập ruộng, thương muộn còn thương. Cuộc tình duyên trôi theo dòng nước. Bi trổ bông thơm một dàn bông, không muốn hái bông nào. Nhớ thương nữa cuộc tình, sao nghe ru quần chào Nguyên Lộc. Để nói đầu tiên cho phép Nguyên Lộc xin gửi lời chào đến ban đấu giá, các quý vị khán giả có mặt trong trường quay, MC Bạch Công Khanh và toàn thể quý khán giả đang xem trên màn ảnh nhỏ, một lời chào trân trọng nhất. Bây giờ mình phải chúc mừng Quang Hà trước, anh đang sở hữu được tiếng hát của Nguyên Lộc. Wow, rất sắc. Một giọng nha. Hát Khanh giọng nghĩ hát rằng cũng đủ sức cạnh tranh. Có người bên kia đang hối hả. Né liền chứ, để chỉ tôi nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nghe Nguyên Lộc chia sẻ về hai dữ kiện của anh ấy. Đầu tiên là lời cô, nó có ý nghĩa gì?
Dạ, em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Lời cô ở đây là lời của cô giáo hồi xưa ở dưới quê của em đúc thúc em lên Sài Gòn để làm nghề âm nhạc chuyên nghiệp. Quê em ở đâu? Em quê ở Tiền Giang. Tiền Giang? Dạ. Đấy là hồi xưa em định làm kỹ sư, nhưng mà cái duyên sau đó cô giáo em nói con phải làm ca sĩ hoặc là giáo viên. Nghĩa là cô bạn đã nghe bạn hát trước rồi. Dạ. Và cảm thấy có tiềm năng. Cho nên là hôm nay là cũng nhờ công lao của cô cho nên em mới trở thành một giáo viên âm nhạc. Cũng như cũng là... Nhưng mà cái lời khuyên đã từ rất lâu rồi nhưng mà bạn vẫn giữ cho đến ngày hôm nay. Dạ. Em nhớ mãi trong lòng mình. Rồi dự kiện thứ hai của là em... Nam Khánh. Là Nam Khánh. Có liên quan gì đến ca sĩ Nam Khánh không ạ? Thật ra em sử dụng dự kiện này vì định hướng tương lai nghề nghiệp của em. Chứ cũng không phải là em không phải học trò của thầy Nam Khánh. Định hướng đi theo nghề giáo, giáo viên dạy nhạc. Sau này em muốn trở thành một giảng viên thanh nhạc. Và cũng đi hát như anh Nam Khánh. Cứ cho anh Nam Khánh là một hình mẫu mà bạn đang hướng tới. Hiểu rồi. Cảm ơn Nguyên Lộc về hai chia sẻ của bạn. Nguyên Lộc sinh năm bao nhiêu? Năm bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em sinh năm 99, hiện nay là 25 tuổi. Quá trẻ. Trẻ quá. Em hát có những cái nốt luyến của em rất riêng biệt và rất là hay và anh thấy rất là khó hát chứ không phải là dễ đâu. Thế nên là anh bản thân khi mà hát một cái tác phẩm như vậy thì anh nghĩ rằng là em đã khá là trọn vẹn để mà xử lý cái bài hát, mang được cái nội dung của bài hát đến với tất cả mọi người. Riêng với bản thân tôi thôi, đây là một cái bài hát rất khó luôn. Tôi đã nghe nhiều người hát rồi, nhưng chỉ có một mình chị Hương Lan là tải được cái bài hát này thôi. Bây giờ đến bạn là một người nam mà tôi ấn tượng. Là vì sao? Cái bài hát này đó, nếu như một cái người mà nam á, mà có giọng giả thanh hát á, thì nó lại quá bình thường. Nhưng mà bạn lại không dùng giả thanh, bạn dùng hơi thật của bạn để bật hát những cái nốt cao. Mà những cái nốt cao đó là bạn luyến rất là hay, rất là tinh tế. Nó luyến nhiều mình, mà lại rất mượt. Mình nghe nó rất là nhẹ nhàng. Đó là cái điều mà bạn có được trong cái bài hát này. Và tôi nghĩ là nếu như bạn đi theo dòng dân ca thì bạn sẽ trở thành ra là một dòng hát hay. Tôi chưa nói là một ngôi sao nhưng mà là một dòng hát hay đặc biệt. Cảm ơn những chia sẻ của ban đấu giá. Quý vị khán giả tại trường quay ơi, bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của Nguyên Lộc. Xin mời. Quý vị đang quay trở lại với sàn chiến giọng hát. Trên tay của Khanh đã có kết quả bình chọn dành cho tiếng hát của Nguyên Lộc. Và đây là phiên đấu giá thứ hai, cho nên các nhà đấu giá đang sở hữu giọng hát, họ sẽ có quyền hoàn trả giọng hát nếu như họ cảm thấy không thích tiếng hát đó nữa. Sao bây... không thích được chứ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe quyết định của từng nhà đấu giá để xem họ quyết định nào. Chứ. Hả? Không. Anh thôi chứ. Em, anh Quang Hà sẽ có quyền quyết định trước. Bởi vì Nguyên Lộc đang là tiếng hát thuộc quyền sở hữu của nhà đấu giá Quang Hà. Anh Quang Hà đang sở hữu tiếng hát này với 28 triệu. Anh có quyền hoàn trả lại và chúng tôi sẽ hoàn trả lại số tiền đó cho anh. Trả đi 28 triệu lận á. Hả? Trả đi. Tại vì nếu như mà Khanh đang nói một cái trường hợp mà không hay là lỡ như mà Nguyên Lộc lại thấp điểm hơn Ngọc Phương Hoa thì anh Quang Hà sẽ phải chia tay với Nguyên Lộc tại đây và mất đi 28 triệu. Wow. Thì 2 triệu còn lại không khó mà có thể cạnh tranh trình này trơn á. Đúng rồi, không có làm gì được hết. Quyết định là không trả. Không trả. Cảm ơn quyết định của anh Quang Hà. Bây giờ chúng ta sẽ nghe anh Đại Nghĩa quyết định. Nhưng mà mặc dù bên đây là bây giờ cố tình làm cho anh phân tán. Rồi. Phân tâm. Làm cho anh... Trời trời, chị đừng khóc chị. Cái mặt rưng rưng nước mắt là kìa trời. Không, chị bị chạnh lòng tại chị nghĩ trời ơi nếu mà bé đó là con gái của chị thì chị sẽ như thế nào đây. Chúng tôi đều quyết tôn trọng quyết định của anh Nghĩa. Anh sẽ gửi trả lại giọng hát. Như vậy thì chúng ta
Tôn trọng quyết định của anh Đại Nghĩa, đó chính là hoàn trả lại giọng hát của Ngọc Phương Hoa cho chương trình. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm chia tay với Ngọc Phương Hoa tại đây. Và lát nữa cuối chương trình chúng ta sẽ gặp lại cô ấy. Mặc dù anh Nghĩa đã quyết định rồi, nhưng mà bây giờ Khanh cũng sẽ mở phong bì để xem tình cảm của quý vị khán giả dành cho chàng trai Tiền Giang này như thế nào. Wow, 93. Wow. 93 điểm. Chúc mừng Nguyên Lộc, bạn vẫn tiếp tục với sàn chiến giọng hát đêm nay. Và chúc mừng cho Đại Nghĩa, anh đã bảo toàn được đầy đủ số tiền của mình. Đó, lại bắt đầu từ chiến đấu nữa đây. Và bây giờ tất cả đã sẵn sàng, hãy cùng Khanh đến với phiên đấu giá tiếp theo. Bây giờ Khanh mời anh Kim Tử Long. Anh sẽ giúp Khanh lựa chọn một trong hai cô gái này để chúng ta tìm hiểu về hai dữ kiện. Anh sẽ chọn số 3. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cô gái ở vị trí số 3 trước. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về dữ kiện của cô gái mà anh Kim Tử Long vừa lựa chọn. Xin mời bạn chia sẻ về dữ kiện đầu tiên. Bay đi. Bay đi. Và dữ kiện thứ hai ạ? Khó hơn. Khó hơn. Ba mẹ nói con hãy tự bay đi, bay bằng đôi cánh của mình đi, đừng vừa dẫm vào gia đình. Khó hơn, còn dữ liệu khó hơn nữa chính kìa. Chính vì khi mà bạn tự bay một mình thì gặp nhiều cái bất trắc khó khăn. Cái khó khăn đầu tiên là có mặt trong cái chương trình của mình nè. Bạn phải vượt qua hơn 10.000 thí sinh tham gia. Thiệt, nó khó là khó cái chỗ đó đó. Bạn này đã từng là... tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không. Ba mẹ nói con phải đi làm tiếp viên hàng không để lo cho bay gia đình đi. Để con bay đi nhiều nước. Sau khi mà ba mẹ nói như vậy thì bạn mày đàn này khóc lóc. Không, con không có muốn đi làm cái ngành đó. Tại vì con muốn làm một cái gì khó hơn. Con chỉ biết, con chỉ thích ca hát thôi à. Thì ba mẹ nói trời ơi, con ơi là con đi làm cái nghề ca sĩ còn khó hơn là cái nghề con bay nữa. Vậy chung quy lại là gì nào? Chung quy lại là bạn ấy đã quyết định bỏ cái bay đi. Bỏ cái bay đi để làm một người nghệ sĩ, một người ca sĩ. Chọn cái khó hơn chứ không chọn cái dễ dàng. Bỏ cái bay đi. Nghĩa là bay đi là mong muốn và khó hơn là ước mơ. Đúng. Dạ, yeah. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phiên đấu giá thứ 3. Thưa quý vị, phiên đấu giá thứ 3 đã sẵn sàng rồi. Chúng tôi có thời gian là 30 giây. Số tiền khởi điểm là 2 triệu đồng. Mỗi lần tăng chúng ta được phép tăng thêm 2 triệu. Phiên đấu giá này vẫn có thể kết thúc trước 30 giây. Bắt đầu. 2 triệu. 6 triệu. Anh Long 8 triệu. 10 triệu. 12. Nhanh lên. 14. 16. Anh Long 16. 18. 20. Anh Long 20. 24. 26. 26 rồi. 28 là 30. 26 lần 1. 26 lần 2. 28. 30. Rồi, xong rồi. Trời ơi. Số tiền 30 triệu là hợp lệ phiên đấu giá này. Chúc mừng. Anh Kim Tử Long. Ừ, anh Long mà. Anh xin lỗi em, tại vì anh rất là thích bạn. Anh Long nhường em đó. Anh Long nhường em lắm. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cô gái ấy hát. Vậy là hai chúng ta đã xa lìa nhau, một tình yêu thiết tha kết trong niềm đau. Đoạn trường nào đã qua đã khiến ta gặp nhau, đến nay hoa ra biển sâu. Chẳng thể nào còn trông thấy nhau. Lời nào anh đã trao đã trôi về đâu. Tình nào ta khát khao đã phai nhạt màu.
chỉ còn lại trái tim cứ đau thật đau. Vết dao cưa sâu thật sâu, từng vết dao tựa những thương yêu. Vì tôi đã dâng trọn hết cho người cả xác thân và tâm linh hồn, và tôi đi yêu không cần nghĩ đến mai này sao, mà anh đã yêu bằng trái tim hờ, bằng những đêm hát thiêu vật vờ, vừa như đang đắm đuối trong mộng mơ. Tại sao cứ yêu là cứ u sầu, đùa với nhau như nước qua cầu, rồi oán trách nhau mình mãi mãi không gần nhau. Tha không biết nhau từ phút ban đầu thì trái tim đã thôi ua nhau, và ta chưa xé nát tâm hồn nhau. Lời nào anh đã trao đã trôi về đâu, tình nào ta khát khao đã phai nhạt màu, chỉ còn lại trái tim cứ đau thật đau. Vết dao cưa sâu thật sâu, từng vết dao tựa những thương yêu. Vì tôi đã dâng trọn hết cho người cả xác thân và tâm linh hồn, và tôi cứ yêu không cần nghĩ đến mai này sao, mà anh đã yêu bằng trái tim hờ, bằng những đêm hát thiêu vật vờ, vờ như đang đắm đuối trong mộng mơ. Tại sao cứ yêu là cứ u sầu, đùa với nhau như nước qua cầu, rồi oán trách nhau sao mình mãi mãi không gần nhau. Tha không biết nhau từ phút ban đầu trái tim đã thôi ua nhau, và ta chưa sẽ đỡ giới thiệu tiếng hát Như Trang. Xin chào Như Trang. Dạ, em xin được gửi lời chào đến quý cô chú anh chị trong ban đấu giá, quý vị khán giả tại trường quay cũng như là quý vị khán giả đang xem chương trình qua màn ảnh nhỏ. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe Như Trang chia sẻ dự kiện của Như Trang có ý nghĩa gì. Và dự kiện đầu tiên là dự kiện bay đi. Thì trước đây em đã có một thời gian rất là dài để theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Cũng bắt đầu từ những giải thưởng nhỏ, giải tư, giải ba, rồi á quân, quán quân cũng có. Nhưng mà có một cái cột mốc 4 năm trước, thì cái thời điểm đó em cảm thấy em rất là tự nhiên em bị chới với trong cái môi trường này, và em thấy có vẻ như nó không phù hợp với em, và em ngưng, phải em quyết định là em bay đi. Bay đi đâu? Em đi định cư với gia đình. À. Dạ, rồi thay đổi môi trường sống, thay đổi công việc, thay đổi tất cả những người xung quanh mình. Dạ, và cái đó thì nó dẫn đến cái dự kiện thứ hai khó hơn. Trong 4 năm đó thì em
em có những cái cú vấp rất là lớn trong cuộc sống của em, và âm nhạc nó an ủi em. Và thời điểm này thì em muốn quay trở lại, và không phải là em của 4 năm về trước nữa, mà quay trở lại chỉ đơn giản là được đứng trên sân khấu và được hát thôi. Dạ, và nó là một cái điều khó hơn rất 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 là nhiều để mà bắt đầu lại và cân bằng giữa cái cuộc sống bây giờ và cái sự nghiệp âm nhạc. Khanh muốn nghe thêm những chia sẻ của quý vị về riêng ca khúc vừa rồi và chất giọng của Như Trang. Khi mà nghe em hát thì anh trước tiên là anh cảm thấy là sáng chế giọng hát lại tìm ra được một giọng hát rất là khủng. Một giọng hát, một tố chất giọng hát rất là đặc biệt và rất là hay và rất là khủng. Đối với Như Trang này, với sắc vóc này, với gương mặt này và với cái cách hát của bạn thì Kim Anh nghĩ rằng là bạn còn tiến xa hơn nữa nếu như bạn thật sự đam mê và bạn theo đuổi nó đến cùng. Đối với tôi thì bạn ca rất tốt, ca rất là hay, diễn cảm quá. Nó làm cho người nghe đó không những là nghe mà còn nhìn được bằng biểu diễn. Và anh nghĩ rằng em sẽ làm được tất cả, vì ngoài cái giọng hát của em, nụ cười em rất là dễ thu hút nha. Dạ, cảm ơn chia sẻ của anh Long cũng như là các nhà đấu giá còn lại. Hôm nay đến chương trình là em học được rất là nhiều điều. Cảm ơn anh chị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay dành cho tiếng hát của Như Trang. Xin mời. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với sàn chiến giọng hát, và đây là phiên đấu giá thứ 3. Các nhà đấu giá đang sở hữu giọng hát họ vẫn còn quyền hoàn trả tiếng hát. Bây giờ với tiếng hát của Như Trang đang thuộc quyền sở hữu của anh Kim Tử Long với số tiền là 30 triệu đồng. Anh có quyền hoàn trả lại nếu như anh cảm thấy lung lay trong suy nghĩ của mình, và anh cảm thấy rằng Như Trang sẽ khó mà có thể đánh bại được Nguyên Lộc. Tức quá cho em nói anh Khanh cái bị em cũng căm nó từ hồi đầu đi. Hôm tới giờ hỏi một câu vô tri thiệt luôn, hỏi một cái vấn đề anh ha, trả lời luôn đi khỏi suy nghĩ. Quyết định không trả. Không trả. Okay, may quá. Okay. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ nghe quyết định của anh Quang Hà với tiếng hát Nguyên Lộc. Nhưng mà bây giờ còn một bé tư thương thôi mà còn 3-4 người nữa. Không, nhưng mà em anh mà trả thì anh sẽ phải đấu với 3 người nữa. Thì thôi anh không phải dạy gì, anh trả cả, anh giữ Lộc lại. Không trả. Không trả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem trong phong bì này chứa đựng bao nhiêu điểm, để xem Như Trang hay là Nguyên Lộc là người tiếp tục với sàn chiến giọng hát đêm nay. Thì biết đâu điều đó cũng sẽ xảy ra. Wow. 95 điểm. 95 điểm. Chúc mừng Như Trang, bạn đang tiếp tục với sàn chiến giọng hát. Như vậy là chúng ta phải tạm chia tay với Nguyên Lộc tại đây. Nhưng wow, mà không sao, Khanh nghĩ rằng quá, bạn đã có những giây phút tỏa sáng của riêng mình, và tiết mục vừa rồi thật sự rất là ấn tượng. Cảm ơn Nguyên Lộc một lần nữa vì đã dành thời gian để đến với sân chơi này. Chúng ta sẽ gặp lại Nguyên Lộc ở cuối chương trình. Và bây giờ hãy cùng Khanh đến với phiên đấu giá cuối cùng trong ngày hôm nay. Mời bạn chia sẻ về dự kiện thứ nhất. Là hai nơi ạ. Hai nơi. Dự kiện thứ hai. Công an. Công an. Hai nơi thì chắc là bạn sanh một nơi, rồi bạn ở một nơi, rồi mình sanh một nơi, rồi mình làm việc một nơi. Ví dụ vậy đó, tức là mình hai quê đó. Một đó, kiện thì, hai quê đó. Đó, rồi công an thì chắc có lẽ là bạn sẽ liên quan gì đến công an. Nhưng mà không phải là công an làm việc đâu, mà chắc là nghệ thuật á. Tức là cái đoàn quân đội. Nghệ thuật. Không, quân đội là quân đội, công an là công an. Thì em nói em làm sao giống nhau. Tức là giống như là có đoàn nghệ thuật của bên công an. Đoàn dân công. Đó. Đoàn dân công công an. Thế còn chị Nhật Kim Anh, chị nghĩ sao nếu như đêm nay chị không sở hữu giọng hát nè? Thì coi như là cái màu vàng của chị với em xu đó. Mệt ghê vậy đó. Mới đầu vô khen là tôi thấy là có điềm rồi. Nãy giờ tôi còn chưa sở hữu giọng hát. Trời ơi. Trời ơi, bây giờ chị phân tích cái dự kiện là dự kiện của chị cũng giống như chị Dân á. Đấu giá đi. Phiên đấu giá thứ tư bắt đầu. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phiên đấu giá thứ tư với 15 giây là tổng thời lượng và số tiền khởi điểm là 3 triệu đồng. Nghĩa là mỗi lần tăng chúng ta sẽ được tăng 3 triệu. Hỗ trợ cho em. 3, 2, 1. Bắt đầu. Bắt đầu. Chị Hồng Vân. 3 triệu. Chết.
13 triệu. 12 triệu. 15. Anh nghĩ 15. 18. 21. Đại lượng. 24. 24. 24. Xài hết giờ luôn đi ạ. 24. 27. 27. 27 là kỹ trước rồi. Nhà đấu giá giành chiến thắng là chị Hồng Vân. 27 triệu. Trời ơi. Tức nữa mà anh Nghĩa cũng tức. Một người là Thánh Năng Giang. Đó, gà mẹ. Trời ơi, gà mẹ chuyên đi ăn cắp gà con. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức tiếng hát của cô gái ấy. Trong cuộc tình này thì cả hai ta đều có lỗi. Cũng có lúc em giận cuộc đời đã làm hai đứa hai nơi. Em thì ngây và ngô như con nai vàng ngơ ngác, còn anh ngủ và ngơ. Cũng có lúc khi này khi khác, đời là đôi bàn tay chỉ muốn ngất đi nụ tình hương ngất, nên ta đã dại khờ làm hiu hắt đời nhau. Giọt lệ đắng cay nhòa chăn gối bao u hoài, dĩ vãng còn đây nghe thầm đau vết thương tình xưa ấy. Thời gian đã qua lưu luyến mãi không phai nhòa, mãi cho đến kiếp sau tình còn nghe xót xa. Đời là đôi bàn tay chỉ muốn ngắt đi nụ tình hương ơ, nên ta đã dại khờ làm hiu hắt đời nhau. Biết thế khi xưa đừng chung đường, sợi nắng giọt giới thiệu tiếng hát Thùy Trang. Đầu tiên cho em xin trân trọng được phép kính chào
các cô chú, các anh chị nghệ sĩ trong ban đấu giá cùng MC đẹp trai Bạch Công Khanh. Tất cả các bạn đang có mặt trong trường quay cùng toàn thể quý khán giả đang theo dõi chương trình Sàn Chiến Giọng Hát trên đài truyền hình VTV3. Xin chào Thùy Trang, cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc mừng cho chị Hồng Vân, chị đang sở hữu tiếng hát này. Đáng và bây giờ chúng là của chị đó. À vậy hả? Tới bây giờ vẫn còn cây cú hả? Cây cú lắm. Bây giờ hai chị em mình đồng sở hữu. Đồng sở hữu nghe chị. Bây giờ chúng ta sẽ nghe Thùy Trang nói về hai dự kiện trước. Cho phép em giới thiệu em một chút ạ. Em là Thùy Trang, năm nay em 25 tuổi. Em đến từ Hà Tĩnh. Và thứ nhất là hai nơi thì có hai ý nghĩa. Ý nghĩa đầu tiên như cô Hồng Vân nói đó là quê bố một nơi và quê mẹ một nơi. Còn ý nghĩa thứ hai là mẹ em mất lúc em 7 tuổi. Em gái em lúc đấy chỉ mới gần 2 tuổi thôi. Và trước khi mẹ mất thì ba đi xuất khẩu lao động và không về được. Và mẹ mất thì mẹ có dặn là hai chị em mỗi người phải ở hai nơi để đảm bảo được cái việc hai chị em được học hành đầy đủ. Tại vì lúc đấy gia đình cũng không có kinh tế nhiều. Sau đấy thì hai chị em phải phân cách nhau. Em gái của em thì ở Bắc, còn em thì ở miền Trung. Đến bây giờ cũng vậy, em vào đây để làm việc, còn em gái em vẫn tiếp tục học hành ở ngoài Hà Nội. Mẹ là người nuôi dưỡng cái ước mơ âm nhạc của em từ bé, là người dìu dắt em đi thi rất nhiều chương trình lúc em còn tuổi thơ. Cảm ơn Thùy Trang đã chia sẻ câu chuyện của bạn. Đó là dự kiện hai nơi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về dự kiện công an. Nó là gì ạ? Em sinh ngày 19 tháng 8, tức là ngày đấy là ngày cách mạng tháng 8. Ngày đấy em rất là đắt xô luôn. Tại vì ngày đấy cũng là ngày thành lập Công an Nhân dân Việt Nam. Và cái khoảng thời gian em sống tại thành phố Huế thì được rất nhiều các bác, các chú ở trong ngành, trong các cơ quan sở ban ngành ưu ái cho em. Và cứ hễ ngày đấy thì người ta sẽ nhớ em đầu tiên và mời em đi hát. Qua đây cho em chia sẻ thêm một chút là em thực sự rất là cảm ơn những sân khấu nhỏ vừa tại các phường, xã, huyện, các cái sân khấu ở các bác, các chú để tạo điều kiện cho em ở Huế. Thì bây giờ em được đứng ở đây mượn chương trình Sàn Chiến Giọng Hát, một chương trình mang tầm cỡ quốc gia, có thể nói lên được hết tất cả các cảm xúc của em và có thể truyền tải được sự vượt lên chính mình cũng như là lời ca tiếng hát của em đến gần hơn với tình yêu thương của tất cả quý vị khán giả trên mọi miền Tổ quốc ạ. Cảm ơn. Sự vượt lên chính mình cũng như là lời ca tiếng hát của em đến gần hơn với tình yêu thương của tất cả quý vị khán giả trên mọi miền Tổ quốc ạ. Cảm ơn. Cảm ơn Thùy Trang rất nhiều vì những mỹ từ bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi. Bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ nghe cảm xúc của các nhà đấu giá. Kim Anh thấy là không có chỗ nào để chê cả. Tại vì với Kim Anh thì Kim Anh rất thích cái giọng hát của bạn. Và khi mà bạn thể hiện về hai cái dữ liệu của bạn á, nó cũng rất là ngọn ngành đâu đó. Cho nên là thật sự ra là bạn đã thuyết phục ngay từ khi mà bạn cất giọng hát bạn lên rồi. Kim Anh rất là tiếc nuối luôn á, không chọn được bạn, thật sự rất tiếc nuối. Nhưng mà chúc mừng chị Vân. Sau khi nghe câu chuyện của con á, thì cô phải thấy rằng á, nội mà cái sự vươn lên của con thôi là đã xứng đáng để mà ông tổ phải đãi con. Thực sự là như vậy, một đứa bé 7 tuổi với một đứa em mới có 2 tuổi mà không có cha, không có mẹ. Hai chị em phải tách rời mà bây giờ con vươn lên như thế này. Đó thì rõ ràng con mới 25 tuổi thôi, đúng không? Tiếng hát của con, cái cách thể hiện của con nó rất là có cái chiều sâu. Bởi vì nó là một cái tâm trạng mà chắc có lẽ những cái nỗi đau đó con đã từng trải qua rồi, mặc dù con còn rất nhỏ. Cảm ơn chị Hồng Vân. Và cũng như là cảm ơn các nhà đấu giá còn lại. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hồi hộp hơn để đến với phần bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay dành cho tiếng hát của Thùy Trang. Xin mời quý vị.
Chào mừng quý vị đã quay trở lại với sàn chiến giọng hát. Đây là phiên đấu giá cuối cùng và trên tay của Khanh cũng đã có kết quả bình chọn dành cho tiếng hát của Thùy Trang. Bây giờ thì chúng ta sẽ không còn quyền hoàn trả giọng hát dành cho các nhà đấu giá đang sở hữu giọng hát nữa. Nghĩa là bây giờ anh Kim Tử Long và chị Hồng Vân đành phải phó mặc hoàn toàn cho số điểm mà quý vị khán giả tại trường quay đã dành cho hai cô gái này. Hãy xin nhắc lại, tiếng hát của Như Trang đang thuộc quyền sở hữu của anh Kim Tử Long với số tiền đấu giá là 30 triệu đồng và Như Trang đang nhận được 95 điểm. Và chị Hồng Vân đang sở hữu tiếng hát của Thùy Trang với số tiền đấu giá là 27 triệu. Nếu như kết quả trong đây cao hơn 95 thì chúng ta cũng biết được cô gái nào giành chiến thắng và nhà đấu giá nào sở hữu giọng hát giành chiến thắng, đúng không ạ? Nhưng trường hợp bằng điểm vẫn có thể xảy ra. Nếu như cả hai con số đều là 95 thì ba nhà đấu giá còn lại sẽ hội ý và đưa ra một quyết định. Ai sẽ là người chiến thắng trong đêm nay? Chín mươi bốn điểm. Như vậy thì chúng ta cũng biết được tiếng hát giành chiến thắng trong đêm nay của sàn chiến giọng hát tập này. Xin chúc mừng Như Trang. Bạn đã có 30 triệu đồng và anh Kim Tử Long trở thành nhà đấu giá sở hữu giọng hát giành chiến thắng. Nhưng mà như chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau rồi, Như Trang hay Thùy Trang hay tất cả các người chơi trong đêm nay đều có những giọng hát rất đặc trưng, rất riêng biệt và xuất sắc riêng. Tuyệt vời. Và giọng hát nào cũng đủ khả năng chiếm được trái tim của quý vị khán giả trong thời gian sắp tới. Khanh hy vọng là như vậy. Và một lần nữa cảm ơn tất cả các người chơi vì đã chọn sàn chiến giọng hát là một cái bước đệm để cho các bạn giới thiệu tiếng hát của mình cũng như là câu chuyện của mình. Cảm ơn Thùy Trang một lần nữa. Ngay bây giờ hãy cùng Khanh gặp lại bốn người chơi trong đêm nay. Họ sẽ đứng trên sân khấu này và thể hiện lại ca khúc đầu tiên. Xin mời. Những bước hòa tình ca chân lúa, nghe thoáng xa tiếng hò giọng đưa, dài thôn nữ hát đưa duyên ngày mùa, hát lúa chính đã nuôi ta ngàn xưa. Con nước rộng rồi con nước lớn, anh với em ở cùng một thôn, thời gian đã bước chân quen đường mòn, lòng mơ ước hai đứa vui duyên tròn, lòng mơ ước hai đứa vui duyên tròn. Ơi những giọt mồ hôi tươi lên đời cuộc sống, quê hương em có chính dòng sông như chính con rồng tên về. Những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình sàn chiến giọng hát đêm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc 20:30 thứ năm trên kênh VTV3. Sàn chiến giọng hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega GS thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị ạ.